Vâng, em xin chào quý vị. Bằng bác nào đang hỏi em cái tép nón trắng thì nó lại về nhá. Đây đây, những con này thì không nhanh tay thì chỉ có hết rồi. Vâng, những con này thì rất là hot. Đấy, những con này rất là hot. Vâng. Đấy, mặc dù là nó về cũng tương đối nhiều nhá. Nhưng mà lúc nào về cũng cháy hàng, em nói thật, nó lúc nào về cũng cháy hàng bởi vì sao, nó rất là đẹp. Đấy, đẹp vật chất. Đấy. Cứ về cứ có video nào có xuất hiện con này là con này sẽ bị đặt đầu tiên. Đấy, em khẳng định em khẳng định với quý vị. Cứ con này về là bị đặt đầu tiên, bị đặt ngay lập tức. Vâng, bởi vì là nó quá chất và quá đẹp. Vâng, và rất nhiều anh thích. Vâng. Đây là một cái con chép đến từ của hãng DS Stone của Jabon. Đấy, quý vị nhìn này. Hàng Jabon nhá. Đấy. 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 Viên rất lớn, viên bên ngoài rất lớn. Vâng. Đấy. 12 cm. Vâng. Và nón của nó là nón đom nhưng mà lại là kiếm ngầu sứ trắng nên rất là được rất nhiều các anh gọi là thích. Đấy. Ấy ôi. Em vừa thả cái kẹp. Ok. Đấy thì rất nhiều anh yêu thích những con như này bởi vì là nó đẹp. Nó đẹp. Nó và nó rất là chất. Mình nhìn nào. Đấy, đẹp nha. Và những con này thường được về lúc nào cũng phải bố đến khoảng chục cuộc gọi, một muốn ăn hỏi ôi thôi hết rồi à, tiếc thế. Không nhanh thì chỗ hết. Vâng. Và những con này rất chất. Vâng. Quý vị nhìn này, từ những cái râu của nó này quý vị thấy không? Đấy nhá. Từ những các râu của nó cho đến những các cái từ của nó đây. Rất là đẹp. Đấy, từ tiếc nó rất là mới đẹp. Và những con này về thì rất là hot bởi vì như thế. Thứ nhất là nó đẹp, thứ hai là nhìn nó khủng, và thứ ba là nhìn nó độc. Độc cái độc đáo ở cái điểm là cái nón này của nó. Vâng. Cái nón kiểu màu sứ trắng như này, đúng kiểu dạng như kiểu ngọc trai hơn thì đúng hơn. Vâng. Một ngọc trai ấy, rất là đẹp nhá. Đấy. Mang về để làm chép rời gắn ngoài cũng được, mà thích thì là gắn vào thùng cho nó tạo điểm nhấn cho cái đôi hoa cũng rất là được nhá. Đấy. Thì đây là con Dia Stone DH2203CMA. Vâng. Đấy. Ở con này về thì giá của nó em về theo một cái loạt nhiều các con tép về. Đấy, nên là sẽ có giá nó mềm hơn một chút so với cả các con trước nha. Cái con này giá của nó đi 990.000. Quý vị ai có nhu cầu mua thì ngay cho bên em. Vâng. Số điện thoại bên em là 0966 594 581 và địa chỉ cửa hàng tại số 57 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Thế những con trước đây thì nó toàn khoảng tầm 1,2 triệu cơ, nhưng con này thì đợt này nó đang rẻ, đang lấy được cái giá rẻ thì để cho quý vị giá rẻ là 990.000 nhá. Còn đợt sau nó biến động như thế nào thì em sẽ thông báo sau cho quý vị. Vâng. Ai có nhu cầu mua liên hệ sớm cho bên em nhá. Vâng. Số điện thoại bên em là 0966 594 581. Vâng. Và con này, những cái con này mà em đã đưa lên đây là em đã đều test rồi nhá, nó chạy ok để mà đưa lên. Đấy, nên quý vị cứ yên tâm đặt nhá. Đấy, sau đó bên em sẽ còn có những cái thao tác liên quan đến việc test bàn giao cho quý vị nữa cơ. Vâng. Xin chào mọi người, xin gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của bên em. Vâng.